Quý khán thính giả thân mến, trong video hôm nay cũng là bài học tiếp theo Mr. Định muốn chia sẻ với quý khán thính giả cách sử dụng của can, could và be able to. Như quý khán thính giả có thể thấy, can, could và be able to đều có nghĩa là có thể. Chúng ta sử dụng những từ này để diễn tả chúng ta có thể làm việc gì hoặc điều gì có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, cách sử dụng của chúng lại là khác nhau. Khác nhau như thế nào? Xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi. Thứ nhất, chúng ta sử dụng can, phủ định là cannot hoặc chúng ta đọc là can't để diễn tả có thể hoặc không thể. Chúng ta chỉ sử dụng can và can't ở hiện tại. Xin nhắc lại với quý khán thính giả, chúng ta chỉ sử dụng can và can't ở hiện tại. Ví dụ. Tôi có thể nói tiếng Anh tốt. I can speak English well. 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 Hay trong ví dụ tôi không thể đến bữa tiệc được. I can't come to the party. i can't come to the party i can't come to the party i can't come to the party Còn chúng ta sử dụng could và couldn't ở quá khứ. Xin nhắc lại, chúng ta sử dụng could và couldn't ở quá khứ. Để diễn tả, chúng ta đã có thể làm gì hoặc việc gì đã có thể hoặc không thể xảy ra trong quá khứ. Ví dụ, Cách đây 5 năm, tôi đã có thể nói được tiếng Anh rồi. I could speak English five years ago. I could speak English 5 years ago. I could speak English 5 years ago. I could speak English 5 years ago. Hoặc một ví dụ phủ định ở quá khứ. ngày hôm qua tôi đã không thể ra ngoài I couldn't go out yesterday 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 như vậy chúng ta có thể thấy can sử dụng ở hiện tại could sử dụng ở quá khứ vậy can và could có sử dụng được ở tương lai không câu trả lời là không mà ở tương lai chúng ta sẽ phải dùng cụm từ be able to ví dụ ngày mai tôi sẽ có thể ra ngoài Công thức của thì tương lai đơn đó là chủ ngữ cộng với will. Trong tiếng Anh thì can không thể đi liền sau will được. Chính vì vậy, chúng ta sẽ có thể làm một việc gì đó ở tương lai thì chúng ta phải sử dụng từ be able to cộng với động từ. Như trong ví dụ này. I will be able to go out tomorrow. 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 Còn nếu ở dạng phủ định, tương lai, chúng ta sẽ dùng phủ định của trợ động từ ở tương lai đó là từ won't. Và đằng sau be able to chúng ta giữ nguyên. Câu này chúng ta sẽ nói. I won't be able to see you next week. I won't be able to see you next week. I won't be able to see you next week. I won't be able to see you next week. Quý khán thính giả thân mến, tự chung lại thì can sử dụng ở hiện tại. Quá khứ chúng ta sử dụng could và tương lai sử dụng be able to cộng với động từ. Quý khán thính giả thân mến, video vừa rồi hy vọng sẽ giúp quý khán thính giả nhanh chóng phân biệt và sử dụng chính xác các từ chỉ diễn tả khả năng xảy ra việc gì hoặc có khả năng làm việc gì. Hãy comment I want để nhận thêm các video về từ vựng ngữ pháp và giao tiếp. Thank you for watching and goodbye.